Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong vô minh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có vô minh chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có hành cho đến lão tử chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa vô minh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa hành cho đến lão tử có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Bố Thí Ba La Mật Đa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có Bố Thí Ba La Mật Đa chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa Bố Thí Ba La Mật Đa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa Tịnh Giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với cái không nội là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong cái không nội có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có cái không nội chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa cái không nội có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính Chân Như là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với Chân Như là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Chân Như có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có Chân Như chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong Đại Bồ Tát có pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa Chân Như có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lìa pháp giới cho đến cõi chẳng thể nghĩ bàn có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, Thiện Hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với bốn niệm trụ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Cái khác với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Trong bốn niệm trụ có Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, không, trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Đại Bồ Tát có bốn niệm trụ chăng? Bạch Thế Tôn, không, trong Đại Bồ Tát có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chăng? Bạch Thế Tôn, không, lìa bốn niệm trụ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với Thánh Đế Khổ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với Thánh Đế Tập Diệt Đạo là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Thánh Đế Khổ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Thánh Đế Tập Diệt Đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có Thánh Đế Khổ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có Thánh Đế Tập Diệt Đạo chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa Thánh Đế Khổ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa Thánh Đế Tập Diệt Đạo có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với bốn tịnh lự là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với bốn vô lượng, bốn định vô sắc là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong bốn tịnh lự có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có bốn tịnh lự chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có bốn vô lượng, bốn định vô sắc chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa bốn tịnh lự có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính tám thắng xứ, chín tịnh thứ đại, mười biến xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với tám giải thoát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với tám thắng xứ, chín tịnh thứ đại, mười biến xứ là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong tám giải thoát có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có tám giải thoát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa tám giải thoát có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với pháp môn giải thoát không là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có pháp môn giải thoát không chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa pháp môn giải thoát không có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với pháp môn Đà La Ni là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Cái khác với pháp môn Tam Ma Địa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có pháp môn Đà La Ni chăng? Bạch Thế Tôn, không. Trong Đại Bồ Tát có pháp môn Tam Ma Địa chăng? Bạch Thế Tôn, không. Địa pháp môn Đà La Ni có Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Địa pháp môn Tam Ma Địa có Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn không?